Tại vì trong lòng con suy nghĩ là rất là cảm ơn công ty Thích Thịnh trong hơn nửa năm qua đã sát cánh cùng mẹ con ca siêu, đã dành hết tâm và dành hết lòng để làm cho hai mẹ con có một căn nhà thật đẹp. Và điều đó ca siêu rất là biết ơn công ty. Và cái hạnh phúc nữa là mỗi lần khi ca siêu qua thì rất là vui, tất cả anh em trong công ty mọi người đều rất nhiệt tình, rất là thân như là người trong gia đình vậy. Đó là cái điều rất hạnh phúc giữa khách hàng và công ty, rất là gần gũi. Và điều đó là điều ca siêu cảm thấy sung sướng nhất khi mà qua đứng chung với anh em cùng uống một ly cà phê hay là cùng mời nhau một điếu thuốc lá. Đó là điều ca siêu rất là vui. Và dù bận rộn mấy thì bận, ca siêu nghĩ tấm lòng tấm ân tình của tất cả mọi người trong hơn nửa năm qua thì không lẽ trong một đêm mình không lẽ không dành được thời gian đến với Thiết Thành, với tất cả những anh em hay sao. Nên mặc dù rất mệt nhưng mà ca sĩ vẫn dành thời gian để đến ngày hôm nay để góp một bài bài hát cùng chung vui trong buổi tiệc cuối năm của công ty Thiết Thành. Và xin được chúc cho ban giám đốc công ty cùng toàn thể cán bộ, nhân viên cùng tất cả anh chị em sẽ bước sang một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe, và công ty ăn nên làm ra phát tài phát lộc và vạn sự như ý. Xin cảm ơn rất nhiều. Và năm nay ca sĩ cũng sẽ cố gắng để kiếm nhiều show, sẽ mua thêm mấy căn nhà để nhờ công ty thiết kế giúp em. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.